sổ người rồi cabin xong bây giờ đặt phòng luôn rồi đó. Thì anh mới lên tiếng bởi vì anh chậm chạp rồi. Ờ anh đánh sao đi. Anh đánh sao bây giờ đi. Để em chặt em với cabin trước. Không. Bây giờ là hai phòng hai cặp đi. Anh mới ra mai lên. Mai lên cặp. Em mới cabin cặp. Thôi hay quá vậy thôi mình bút hai mình bút một phòng mà hai giường đi. Mà má má thấy tôi hết sao trời ơi không được. Tại vì tôi chỉ dành cho cabin thôi. Rồi bây giờ tôi nói bà nghe, tôi nói bà nghe nè, bà chơi với cabin. Rồi ví dụ như là tôi với Michael Lê chơi nhau, lát tôi Michael Lê đổi qua Michael Lê chơi bà, tôi chơi cabin. Không được, tôi chỉ dành riêng cho cabin thôi. Trời đời thằng con gái người ta trong cháu là tự nhiên chơi luôn cho tùm lum người đó. Đúng không? Giữ tới ngày hôm nay luôn mà tôi còn chinh đó. Trời ơi, không chinh. Anh Tommy Phan ơi, Nhi còn chinh, Nhi rất là đau nha anh Tommy Phan. Anh có cái thuốc gì để mà so chịu cái cơn đau của Nhi không? Trời ơi, tính ra bà cũng đứng quá ha. Thôi, anh đừng có nói vậy, hơn phấn đi. Bà cũng hơn phấn ha. Bây giờ người ta không nói cái vụ đó luôn đó, đúng không? Ta chỉ là tế nhẹ xíu. Không, có gì Nhi, chị Nhi tuổi là tuổi hồi xuân. Thôi, mày biết hết đó. Quá trời luôn. Anh bình luận tiếp cho mọi người. Không, cho bình luận quá. Anh làm bó cho TV đây. Welcome Bogle, hai em cầu lê, hai đào giỏ, nhiên mẫn xà. Này nói nhiều quá lên là like Đà Lạt một kiểu mấy. Em muốn ngủ, em muốn anh ngủ với em thì em phải cạo hết lông hết. Lông gì? Cạo cốc luôn, cạo lông mày. Ý là trên người anh không còn một cọng lông á. Lông chỗ bức hoàng á. Không, mấy cái dưới là cũng nguyện quá hết trơn rồi. Nguyện quá, cũng nguyện kiệt hết trơn rồi. Nên là nên là Mai Lê yên tâm nha. Mai Tấn Nguyện không phải giống như Nhiên nha. Nhiên là tỉa hoa, tỉa chậu, đồ tỉa hình này hình kia. Em thích con bướm. Tỉa bướm, trời ơi, thích con bướm. Trời ơi. Còn Tấn Nguyện là nha, Mai Cầu Lê yên tâm nha. Tấn Nguyện là quá sạch sẽ nha. Tiệt lông đầy đủ hết trơn nha. Nên Mai Cầu Lê yên tâm nha, để cho Mai Cầu Lê là hưởng thụ luôn, nguyên luôn. Chất lượng cho Mai Cầu Lê luôn. Mai Cầu Lê lên đơn em, lên em đơn thôi Mai Cầu Lê. Thiên về lắm. Anh có tối ngày anh kia anh quát lòng hoài mà anh có anh đâu mà anh cứ kia quát hoài, quát què, quát hoài. Đã ta tiệt luôn mà còn để nó đâu quát. Má, thằng không tôi. Anh Tấn Nguyện đâu có đâu mà quát. Tôi kẹt má. Chứ để cái ghê quá má ơi. Làm hết luôn rồi. Món gì về là anh Duyên mà về với ảnh là anh chụp lâu Duyên luôn á. Yên tâm đi, Duyên biết xử lý. Rồi, đồ rồi nha, đồ anh còn lên từ biết mắt luôn kìa. Trời ơi, thích rồi đó. Ừ, anh mang còn lên phải để Tuấn Nguyễn trị mới được. Tại vì giữa Tuấn Nguyễn với Michael Lê có cùng một sở thích đó là biến thái với nhau. Nên là Tuấn Nguyễn với Michael Lê nếu mà đến được với nhau là quá trò hợp luôn. Ủa dạ chát dạ cho sưng hai cái chính lên ha. Nhưng Tuấn Nguyễn này là đánh vậy không, còn không có làm gì đó. Ừ. Tôi đánh trước tôi mới chơi sao má. Không có, một cái Nguyễn gì gì đó, Nguyễn 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 gì đó, anh Tuấn Nguyễn đụng ở dưới, còn Nguyễn đụng nó chơi, bằng con mắt này kia, đắng đâu mắt này kia, đồ nó thường la đó. Ở nhắc mạnh lên gối này kia đồ, bây giờ mới lên gối này kia đồ. Em á, không cái gôn bị đánh, em cái gôn ghét đánh mà bị đánh. Còn anh đó là luôn rồi rất đánh. Trời ơi. Rồi Tim Dê không ghen mà Tim Dê biết hết đó. Kevin KKK tôi ơi, em ủng hộ Dị Nhiên 100%. Tối ra khách sạn, tới khách sạn anh Tommy Fan Box để nằm tâm sự nhé. Thoải mái nè. Dạ anh Tim Dê không có ghen, anh cho thoải mái luôn nè. Thấy không, tao bảo dùng ghê không. Đó thấy rõ ràng nha, Tuấn Nguyễn là bottom nha. Rồi, có vi xin đặt cô chị 30 hũ rong biển đi bừng sáng. Rồi, cảm ơn cô vi xin nha. Rất là nhiều nha. 30 hũ rong biển. Không, cái đó cũ, cái đó ngày cũ mà. Ngày mới 8 tháng 10 mà em. Ngày 8 tháng 10 đúng rồi. 28 tháng 10 phải rồi, mày làm gì tu hết hồn. Rồi. 30 hũ không? Cái gì cũng đẹp quá đó. 30 hũ bánh ngọc đúng không? Không, rong biển, rong biển. Rong biển quá ơi. Từ từ thôi. Gạch bỏ đi anh, gạch bỏ cho đi 30 hũ chứ. Rồi. 30 hũ rong biển. Nóng mặt gì này cho biết. Rồi đang chờ, vụ nó đang chờ nha, anh Quỳnh Tuấn biết rồi.
đó mọi người ghi âm lại nha. Đây là đi bừng sáng lắm mà. Sa nhà anh Mai Lê là top, anh Tuấn Nguyễn là boss ngâm lùng. Rồi. Không nha, Mai Cổ Lê là boss đùm nha. Tuấn Nguyễn làm top nha. Top làm sao em không có phân biệt được top hay là boss đùm gì hết. Boss đùm là thích dưới, nằm dưới là thích chậm đít. Đó, chủng mông với anh. Chủng mông đó. Bỏ qua đi. Ủa cái này mà muốn hỏi thì bà phải hỏi họ hỗ trợ tôi giải thích cho bà nghe thôi, cái gì khó không bỏ qua gì. Đọc hồ sơ đi. Đọc hồ sơ đi. Khi nào Tuấn Nguyễn cho quay cô Lê thấy khoe hàng cho bà cô Lê thấy thì mới lên lên nha. Kha kha kha. Hai em đừng đi qua lần trước đó. Ê dậu dậu nha, mình xách cái mình xách cái máy mới vô toilet đi, tôi quay cho anh Michael Lê coi coi rồi xong rồi lái. Chứ giờ trên live là Michael Lê kêu tôi bỏ thân ở trên live sao chắc nó chung. Quay làm màn hình phận luôn quá anh. Chúng nó hối hết sao Michael Lê. Quá vậy. Gọi Michael Lê cũng cười quá đi cười luôn. Nếu họ đồng ý đêm nay mình bóc liền kệ tôi đi qua nói là chị đồng ý không? Đồng ý không? Em đồng ý. Đồng ý. Sao nha, đồng ý mình đó nha. Một sao cũng được nữa. Rồi. Dạ anh Tommy Fan ơi, anh lên lên hàng nha. Nếu mà năm sao em cầm một sao thôi còn bốn sao về đơn. Quá trời ơi. Bây giờ hỏi Kevin, coi Kevin có chịu không? Bắt đi xong rồi. Đó giờ ba anh em coi chọn Kevin mình chịu không kìa. Hello hello cả nhà, lại giờ mới xuống lớp. Rồi anh giờ sổ tiếng Anh em biết nha. Yes, anh đi anh Tommy Fan đi. Tấn Nguyễn ơi, anh không thích bao quy đầu em cũng phải cắt luôn đó luôn nha. Trời ơi, bao quy đầu thì ông nội ơi, ta cắt từ nhỏ rồi ba mới đẹp ra, ta cắt rồi ba. Giờ này còn bao quy đầu nữa, trời ơi là trời. Anh Mai Cù Lê quá trời. Mai Cù Lê ơi, quá trời Mai Cù Lê à. Trời ơi, không biết hàng Mai Cù Lê làm sao nữa mà Mai Cù Lê sao lên yêu cầu quá trời. Nào là quách lông này lông kia. Đã có nói là thiệt sẵn hết trơn rồi, bây giờ là dở ra không vất như giống như lùng qua là phòng gì đó, ở dưới Đà Lạt, Đà Tiền Giang gì đó. Hỏi gì nữa, bao quy đầu tao cắt từ nhỏ rồi ba. Mới để ra cắt bao quy đầu rồi. Nên yên tâm nha Michael Lê. Chuyến này em về em cho anh sai đắm luôn nha. Nhớ về gọi em nha, đem tiền đô cho em nha. Đừng đem tiền đô âm phủ với em nè. Em được anh, anh tụ quần anh đó nha. Chuyến này anh về đi, em cho con Hạnh với anh nó trần trị anh. Trăng Lê kêu anh kìa. Gì nói Trăng Lê? Chị ra chơi chị Trăng Lê ơi. Mấy anh sợ em lướt nha, mấy cái em lướt em sẽ anh sẽ lướt qua nhà. Quá trời quá lướt luôn. Thầy bay cùng anh. Ôi. Chạy nước miếng chùi đi má. Trời ơi, giờ tôi nhìn cái mò mà đẹp quá nhiên rồi. Có cắn không anh? Môi em chu môi anh. Môi anh được xê xê không? Hai chục. Trời ơi, chứ anh bơm 20 luôn, anh không chùi em vẫn cười không á. Trời ơi, ba cũng 15cc rồi. Dạ, em có nửa cc. Bởi cái môi em có mỏng hay vậy? À, thiếu. Thiếu không? Môi dậu là quá thiếu luôn. Chị bơm không? Nhỏ cháo đó, nó làm á. Môi em là trung bình đúng không chị? Không, nó kêu để con làm cho Vinh đẹp đẹp. Tính ra những người đang nói cái môi, mấy cái môi giống như chị Nhiên, đó là môi nhiều chuyện, hiểu không? Trời ơi, hồi đó giờ ai biết nhiều chuyện không? Ờ, tại tự chân bụng tay da bụng mình á. Chị Nhi, chị đồng tiền lắm á. Vì đồng tiền lắm kia bé ghê, tình thân. Yeah. Mình lấy đó ra đó, làm gương 20k trong miệng nè. Ông ăn lại cáo đi. Quá trời quá đấy. Ờ, cũng biết được làm sao á. Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Chị ơi, bên cạnh bạc nha. Người yêu anh có tội tình chi đâu. Mà sao nữa nè? Ngày lên xe qua ngày cưới, bò li li bên kia một mình đó. Biết nói gì đây hỡi người ơi. Quá không quá chết rồi. Từ đây trong từ nhóm. Từ đây thôi mình chia ly cớm nhau. Từ đây là tôi muốn gặp li li là cũng hơi bị khó. Làm gì khó, nhớ hại vậy gì? Tôi nhớ Lily.
Trời ơi, lúc mà hả ở đây không nhớ đâu. Trời ơi, lúc tôi tiễn anh lên xong lên mấy ba lên xe hả? Tôi chạy xe tôi gào thét mà có thấy không? Trời ơi. Những cái đó là hành động để cho mọi người thấy thôi. Anh chạy thì đúng rồi, bữa đó anh chạy. Phạm. Bữa đó tiễn lên xe nha, anh chạy theo xe anh cầm cái clip clip anh đi nhảy nhảy nó ra luôn á. Nhưng mà đi xa thì tự nhiên rồi ai cũng có xúc động, cảm động, nhưng mà mình ba ngày không ngủ luôn á chị, rớt nước mắt ba ngày luôn á. Vậy hả? Ừ, khóc ba ngày ba đêm luôn á. Trời mẹ anh đi anh không khóc. Không có đi hồi nào má. Quá trời. Lát chừa tôi chết. Rồi ông đèn xuống đèn báo chữ bà cho nghe. Đọc bình luận cho nó cha. Ăn quá trời. Quá vậy vậy, quá trời vậy. Cầm bốn người cầm cái phao á, má nó đặt nói chuyện sao mà nó da thuốc mà kêu má. Trời ơi, xong tôi xong nó đánh tôi á hả, tôi có uống quá thì nước luôn. Rồi ra xong rồi tôi ra về quê tôi tắm xong một lần nữa. Cái con ma da nó kéo chân tôi sao á, nó kéo sấy vậy nè. Tôi bị hai lần luôn rồi. Vậy là chị dở rồi. Với lại chồng đánh được lên cái đầu á, nó cũng hơi xíu. Hồi bữa chị ơi, chị có quý không? Chị đọc quý không? Anh có quý, anh có quý dây với hạ mà hai người giữa lờ bên dòng sông. Ờ, giữa sao đi luôn rồi đó. Giữa không có đúng trò. Mắc cười tiếng Hàn đó mọi người, mắc cười tiếng Hàn, tiếng Hàn lên trên bò co tàu á, tiếng Hàn cu trai. Ôi ôi ghê vậy. Tiếng Hàn lên ai làm gì làm, tiếng Hàn vô tiếng Hàn cua mấy anh thủy thủ nha mọi người. Bỏ tài à, bữa lắm anh chứ sao đi biển chơi vui lắm chứ gì vậy. Tìm thuốc á để muốn mình điều chỉnh cái đầu mình lại. Nó ngại chị nó vui hơn chị mà cảnh nữa không? Chị hết vui đó chị. Ừ, chị phải nặng hơn thêm mà chị mới vui, chị mới bán hàng được. Em có lúc hùng mà có lúc tỉnh á, em không có được tỉnh hoài. Anh nói chung là giờ chị cứ dứt dậy đi rồi có khi bị nặng hơn chút xíu nữa thì chị sẽ bán được hàng nhiều hơn. Dậu 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 tim đây hỏi kìa, dậu tim có câu hỏi riêng cho chị Nhiên nè. Ok nha anh. Ok nha, đi về đó nha. Anh nói gì anh lên đơn à. Ờ, đi về đó có cái câu hỏi riêng cho chị nè. Có hỏi gì? Câu hỏi riêng. Anh cứ tưng mất tài ra dạ, không có gì đâu bị sưng. Rồi anh đi về thôi, đó đi anh, em sẽ đọc bình luận của anh lại nha. Dạ. Nên á, em bị nó chạm á. Em mà như anh làm. Dạ, anh đi về anh nói kìa. Trong bốn người, dạ. Anh Tấn Nguyễn, Kê Minh, anh Bo Bo và anh Minh Đắc, chị Nhiên chọn ai để đi ăn tối và với ai đi, tại ăn, sao? Còn tại sao? Là bốn người đó phải không? Ừ. Em suy nghĩ một lúc nha. Bây giờ chị nói qua việc qua đẹp suy nghĩ với chị về một mỗi người đi. Bây giờ mình đầu là anh Tấn Nguyễn nè. Nói ra là những cái thực gọi là cái xấu của Tấn Nguyễn. Cái suy nghĩ của chị á là tại sao chị không đi ăn tối với Tấn Nguyễn được? Dạ, mà chị chưa chọn mà, chị phải chọn. Phải chọn trước. Nhưng mà chị nói bốn người. Ờ, nhưng mà giờ anh Kim Đê đang hỏi chọn ai? Chọn ai? Anh Kim Đê đang chọn ai á? Đang chọn ai? Đi ăn đêm đúng không? Nói đúng ra là bốn anh này là thì em cũng coi như là một người anh trong cái không, cái Vinh là một người em nha. À, Vinh đó là một người em. Anh Tấn Nguyễn là một người anh đỡ đầu cho Nhiên vô nhóm mua bán tới ngày hôm nay đúng không? Rồi nói đi. Rồi anh Bo Bo là một anh khách hàng của Hổ Nhiên, anh Minh Đắc cũng là một anh khách hàng của Hổ Nhiên. Thì nói đúng ra thì nói về mà để tìm một người chồng phải không? Ờ, trời ơi. Bây giờ ông không cho tôi nói. Nói đi. À, em chọn nhưng mà chọn trong đây em không có dám nói trên đây đâu. Nói rồi gì đâu? Sao nói đây? Nói chung á trong đây á là có hai người chị loại ra, anh Tuấn Nguyễn với anh Minh Đắc là chị loại ra chắc rồi, còn anh Bo Bo với anh Kevin mình đó. Anh Bo Bo chuyển cho em 2 ngày bên Kevin và 5 ngày bên anh không? Anh Bo Bo anh nghe chưa Bo Bo? Anh Kevin mình nghe chưa anh? 2 ngày bên Kevin và 5 ngày bên anh đó. Rồi anh Bo Bo thủ nhà, xuống cái nào trúng cái đó nha. Anh cũng mong mà anh xuống cái trúng cho nha anh.
Dạ cô Yến Phạm ơi, còn dẫn Nhiên đi coi nha, để có gì cô chú biết trả tiền. Dạ cô ơi, lát cái gì con dẫn chị Nhiên đi coi nha, coi xe nha. Đêm về làm gì có anh trong đó, chờ Quỳnh, chờ Quỳnh Anh mới hỏi nha. Kha kha kha, trời ơi, chọn một người và tại sao, và tại sao kỳ vậy? Bây giờ chọn cái Vinh với anh Bò Bò, giờ tại sao? Quỳnh Anh có hỏi nãy nè. Cái tình cái thằng Cao Quỳnh đó phải không? Thì một người phụ nữ nào cũng thích là người đàn ông với mình nhỏ nhẹ, đúng không? Biết giữ chuyện, thích tình cảm á. Sao có cho chẳng có hai ngày vậy? Sao cho anh có hai ngày vậy? Thì bây giờ một người bên nam mà cái đi chỉ nó được hơn cái cổ cái này nó không có được. Ý là chỉ có ôm nằm ngắm thôi đúng không? Chiêu thôi. Gọi Bo Bo là cứ lưu luôn. Nhưng thấy cung trăng luôn. Ý là chị Nguyên muốn xuống 5 ngày, 2 ngày nghỉ xe hơi thì công sự anh cabin. 5 ngày kia phải lên đỉnh. 5 ngày lên đỉnh, còn 2 ngày là dạng dưỡng sức, tâm sự nhẹ nhàng. Nói cho giỡn thôi mọi người ơi, nhiều người không có hiểu hết câu chuyện, nó nói má này già nữa. Mà dâm quá. Mà dâm nữa. Tôi thấy tôi đây nè, tôi là người hiểu chuyện nè, mà tôi thấy bà còn dâm. Bây giờ là em không có chọn anh thì anh sẽ nói em vậy rồi. Đúng không? Anh má là chỉ là một người ai em lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Trời ơi. Mà nói như dâm mà đâm vô có hơn còn.